gì cũng không đúng luôn. Giờ nè, con hỏi chú, ai là người cự trước? Rồi. Con sáng điện chú rõ ràng nha. Đúng con rồi. Không có chưa nói gì mấy chú này nha. Sao mà lên cái là sùm trời đất lên. Thì chú mà điện chú hỏi ủa. Giờ ai sai chỗ này? Ai mà phải đồ trong phòng có vậy nó vậy. Đó họ con vẫn bữa hổng mình đã nói một lần rồi, ví dụ như vậy cho dù con nhận không con nó không nói nhưng mà mình vẫn phải biết là có ý thức con nói xíu nó thì đâu còn ai nữa đâu. Chỉ còn một cái thằng nhỏ mà giờ nó cũng không cho nữa. Thì con thấy vậy là nó cũng không được. Tại vì người ta trực ca, nó thiểu dụ như mùa hôi mùa khác tăng vô ta chùi cái khăn thì đâu có gì đâu. Giờ nè, con nói chú. Ví dụ là bây giờ cái nè, chỗ đó là 21 con lên cảnh rồi con còn chú này nữa không? Đâu còn đây nữa. Nhưng sự thì quyền ở là có chi năm nay 3, 4 năm chưa con, giờ, con này nè, con không nói là con ở đây hay là ai bất cứ ở đây. Cái vấn đề đó là vấn đề ý thức. Ví dụ giờ con không vô thì ví dụ tài xế mấy xe kia vô rồi khách hàng người ta vô người có quan tâm không cái đó là cái chú nghĩ là đó là cái ý thức chú ơi đó nè chú đó. Chú điện cho Mạnh con Mạnh nó nói ủa đã hỏi mày nói với Diệu rồi mà sao bữa nay có gì đây thì đã thấy hay bởi vì cái công ty mà mới một cái điện thoại có ba cái vấn đề nhỏ nhặt gần chết luôn mà cứ để bây giờ mình đây này không hỏi nữa mọi người nhìn mọi chuyện có biết xong xử lý sao bây giờ người này hỏi người kia nó bảo như người này không chửi thì sao tất nhiên người ta cười người chứ nếu như tám không hỏi nữa được không hỏi nữa thì bây giờ xử lý có vấn đề gì khúc mắc mình lên văn phòng rồi thì bây giờ tại đây là cái khu công nghiệp cái thẩm mỹ của công ty người khoảng người này được bao nhiêu được bao nhiêu Mười 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 m